Hai chào mọi người, có một con Sinowa 346 đỏ Âu, đỏ Âu luôn, này vừa vệ sinh đây, quá tuyệt, màu đỏ nguyên thủy, Sinowa 346 này không ảnh hưởng gì. Làm xin đã qua luôn ha, setting của nó xích cũng còn cách được nha mọi người. Quá đẹp, ốp làm đẹp. Tem mát đồ vệ sinh ra à, màu đỏ luôn. Máy chưa dọn đủ nha mọi người, máy chưa dọn chế đồ còn đầy đủ. Wow, lọc gió đẹp ghê. Mấy con này thôi bao hơi cho mọi người nha, bao hơi cho mọi người yên tâm. Sinowa 346 về vệ sinh ra nha mọi người, đỏ quá, ốc phần khè kéo hơi nghe thử. Bao nòng cho mọi người nha, bao nòng, bao hơi cho mọi người. Con này để cho mọi người 1.9 triệu nha, 1.9 triệu nha mọi người. Bao hơi thì nói chung thì cái Sinowa 305, 346 đồ này mọi người mua thì giá của nó khi mà dọn bán lên thì nó cũng cao, cũng gần 3 triệu, 2 triệu mấy, gần 3 triệu một con. Do tại em không có dọn nên là em bán rẻ cho mọi người về dọn dùng bớt tiền. Bao hơi nha mọi người, bao hơi 1.9 triệu nha, không bao ship nha mọi người. Mua thì mình chốt mình chuyển khoản vào số tài khoản phần mô tả giúp em.